Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và sáng nay em mới có đi chợ lớn lấy hàng. Và khi mà lấy hàng ở nhà cái cô gần chợ, cô mới nói rằng là ở đầu kia có một cái bà mà đi chợ là bà mắc tại trong chợ luôn. Thì em tưởng mọi chuyện đã xong rồi, nhưng mà khi đi về đó thì thấy cô vẫn còn nằm đây. Và công an đang xác minh hiện trường. Và cái video này thì cũng không có chỉnh sửa gì anh chị ơi. Và video này cũng không bật quảng cáo luôn. Chỉ là một cái lời tâm sự, không biết gần đây tại sao có quá nhiều người bị đột quỵ anh chị ạ. À, em rể của em cũng bị. Em rể của em ở nhà không, nhưng ở nhà ngồi xong rồi mang cái dép đi ra đi vào cũng bị đột quỵ. Xóm em cái chị giáo viên, huấn luyện viên thể hình cũng bị. Rồi bà cô mà em quen biết gần đây trong có các video có quay cũng bị. Nói chung là bị nhiều quá luôn anh chị ạ. Mà em thì cảm thấy may mắn em chưa bị, chứ thực sự sức khỏe em kém lắm, rất là kém luôn. Và cái cô này cô ra đi cũng khá là nhẹ nhàng, cũng khá là nhẹ nhàng. Bởi vì nghe cái cô ăn bánh cô kể rằng là cô đang đi xong rồi ngã xe rồi cô mắc luôn. Có lẽ là trước khi ngã xe thì cô đã choáng váng và chóng mặt, cho nên là cô đã ngã xuống. Nói chung cô ra đi nhanh chóng và rất là nhẹ nhàng. Cái bị tai biến lúc này thì vẫn chưa có người nhà tới nha anh chị, chưa có người nhà tới. Cái vị trí này là trên đường Phan Văn Khỏe, ngay cái kênh Hồng Bàng đang thi công phía sau chợ lớn anh chị ạ. Mọi người thì cũng cố gắng hạn chế tối đa trong việc tăng cân nặng, hạn chế tối đa anh chị. Bởi vì cô này thấy rằng là cô cao tuổi nhưng mà cô nặng ký lắm. Thật sự mỗi khi gặp một chuyện buồn, chuyện sốc gì đó thì huyết áp họ lên xuống rất là nhanh, cho nên cái việc tăng xong nó diễn ra rất là nhanh luôn anh chị ạ. Đây là cái chỗ bán rau đây. Thì cô nằm đây thì mấy cô bán rau mới dọn qua một bên để cho cô nằm. Mọi người thì cũng chạy đi mua nhang đèn, trái cây, nước, rượu về thắp cho cô. Công an tới thì không làm gì, chỉ ngồi im một chỗ thôi. Bởi vì cái này thì ai cũng thấy rõ là cô bị đột quỵ rồi. Chỉ tới làm giấy tờ xác minh, công an tới làm giấy tờ xác minh và chụp hình thôi. Đây là trên đường Phan Văn Khỏe luôn anh chị nha, bên hông chợ lớn anh chị ạ. Thì đang lái xe thì gục chết anh chị ạ. Có người nhà tăng, có người nhà là có tiền sử cao áp thì phải cẩn thận nha. Chỉ cần một lần trượt té ngã mình cảm thấy mất hồn, hồi hộp là áp lên ngay anh chị ơi. Rồi nó vỡ mạch máu phía trong mà mình không hề biết luôn. Mạch máu nó vỡ phía trong anh chị. Gần đây có bà cô mà em hay kể trong các video trước, cũng em cũng vừa nói chuyện xong rồi nửa tiếng sau là cô bị gọi là tai biến đó. Gần như là bên ngoài không thấy một cái triệu chứng gì, có lẽ là tai biến hết vỡ mạch máu đâu phía trong. Cái khu này là cái khu giải tỏa hết nha anh chị, nhưng mà người ta chưa giải tỏa này. Cái khu nào giải tỏa đền bù, một số gia đình họ chưa đi, một số gia đình họ chưa đi vì chưa có cái mức giá đền bù phù hợp. Và một số gia đình họ đi, họ đền bù rồi nhưng họ chưa đi thì bị cưỡng chế.
chú ý nha. Cân nặng mình cao quá, cân nặng mình nặng quá thì cần phải giảm cân ngay anh chị ạ. Còn cao huyết áp thì ngày nào phải nhớ uống thuốc cẩn thận. Tất cả mọi người ở đây chính là những người xung quanh chợ thôi, chứ còn người thân thì chưa tới. Giờ thì có rất nhiều cô chú lớn tuổi ăn được, ngủ được, sức khỏe tốt, cho nên lên ký rất là giỏi ha. Còn má của em thì ăn biết ngủ không được, sụt ký không phanh luôn. Mà ủa, người nhà tới chứ chị? Mà sụt ký thì cũng rất là mệt luôn. Người nhà tới chưa? Đây má bà cô lớn tuổi thấy là hoảng loạn luôn á. Cầu cho ông chú áo vàng chứ ông cứ niệm Phật hoài luôn. Trước khi em đi ngang qua thì em cũng thấy, mà bây giờ thì ủa, người nhà chưa tới hả chị? Chưa tới hả? Nói chung là cái nãy trước khi